Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tập đoàn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lỗ 328 triệu USD. Tập đoàn công nghệ và truyền thông Trump TMTG của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã báo lỗ hơn 300 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2024. Theo thông báo ngày 21 tháng 5 của TMTG, tập đoàn này đã lỗ ròng 327,6 triệu USD trong quý 1 năm 2024, cao gấp nhiều lần so với mức lỗ ròng 210.300 USD cùng kỳ năm ngoái. Trong quý vừa qua, TMTG chỉ tạo ra doanh thu 770.500 USD. TMTG hiện điều hành Truth Social, nền tảng truyền thông do ông Trump sáng lập, với việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO ngày 26 tháng 3 vừa qua trên sàn Nasdaq Mỹ. Tập đoàn truyền thông của ông Trump có nghĩa vụ phải công bố kết quả kinh doanh hàng quý. Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia đã ví cổ phiếu của TMTG như cổ phiếu meme do có giá trị được thúc đẩy nhờ tính đại chúng hơn là tình hình tài chính hay tầm nhìn của doanh nghiệp. Ông Trump nắm giữ 57,3% cổ phần của TMTG sau khi tập đoàn này sáp nhập Digital World Acquisition, công ty vỏ bọc niêm yết cổ phiếu trên một sàn chứng khoán hồi cuối tháng 3 vừa qua. Những thương vụ sáp nhập có mục đích đặc biệt như vậy thường được sử dụng như một cách để giúp một công ty mới thành lập nhanh chóng giao dịch cổ phiếu của mình một cách công khai. Theo TMTG, phần lớn khoản lỗ trong quý vừa qua có liên quan đến 311 triệu USD chi phí không dùng tiền mặt, bao gồm cả việc trang trải các khoản nợ trước đây đã tồn tại trước khi TMTG sáp nhập với Digital World Acquisition. Chi phí của việc sáp nhập này lên tới 6,3 triệu USD, góp phần làm tăng khoản lỗ hoạt động trong quý 1 2024 của TMTG lên 12,1 triệu USD, cao gấp khoảng 4 lần khoản lỗ hoạt động cùng kỳ năm trước. Tuyên bố của TMTG cho biết, tính đến ngày 29 tháng 4, 2024, cổ phiếu của công ty do hơn 621.000 cổ đông nắm giữ, phần lớn trong số họ là các nhà đầu tư bán lẻ. Giá cổ phiếu của TMTG đã giảm hơn 70% ngay sau khi ra mắt ở phố Wall và sau đó phục hồi trở lại từ giữa tháng 4. Sự sụt giảm này đã làm bốc hơi vài tỷ USD trong khối lượng tài sản tài chính của cựu Tổng thống Trump. Giám đốc điều hành TMTG David Nunes đã cáo buộc các quỹ phòng hộ thao túng thị trường một cách bất hợp pháp để dìm giá cổ phiếu của TMTG. Trong tuyên bố ngày 20 tháng 5, ông Nunes khẳng định công ty có vốn hóa tốt. Ông nhấn mạnh, vốn lưu động tích cực cho phép chúng tôi khám phá và theo đuổi nhiều sáng kiến và đổi mới để xây dựng nền tảng Truth Social, bao gồm các hoạt động mua bán và sáp nhập tiềm năng cũng như các lựa chọn khác như truyền hình trực tiếp. Trong khi đó, ngày 18 tháng 3, các luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận ông không có đủ tiền mặt để kháng cáo liên quan đến vụ kiện vì tội gian lận tài chính ở New York. Tháng trước, thẩm phán liên bang Arthur Engoron ở bang New York đã ra phán quyết yêu cầu ông Trump phải nộp khoản tiền phạt trị giá 354,9 triệu USD với cáo buộc ông đã thổi phồng và thao túng giá trị tài sản một cách bất hợp pháp để có được các khoản vay ngân hàng và các điều khoản bảo hiểm ưu đãi. Cộng với tiền lãi, ông Trump phải nộp phạt tổng cộng 464 triệu USD. Theo quy định, ông Trump phải nộp toàn bộ khoản phạt bằng tiền mặt hoặc nộp trái phiếu bảo lãnh để ngăn chặn việc nhà chức trách tịch thu một phần tài sản của tập đoàn Trump trong quá trình kháng cáo bản án. Thời hạn thực hiện là 30 ngày kể từ thời điểm thẩm phán Engoron ra phán quyết chính thức hôm 23 tháng 2. Các luật sư của ông Trump tiết lộ cho đến nay, cựu tổng thống cùng hai con trai và các giám đốc điều hành khác của tập đoàn Trump đã tiếp cận 30 công ty bảo lãnh thông qua 4 nhà môi giới riêng lẻ nhưng không thành công. Các luật sư của ông Trump đã kêu gọi tòa phúc thẩm ở bang New York trì hoãn việc thi hành phán quyết của thẩm phán Engoron, viện dẫn lý do số tiền phải nộp phạt quá lớn. Các luật sư cũng yêu cầu tòa cho phép ông Trump đặt cọc 100 triệu USD trong thời gian kháng cáo. Ngoài các vụ kiện dân sự, ông Trump hiện đang phải đối mặt
với các cáo buộc hình sự trong 4 vụ án khác. Tuy nhiên, hôm 12 tháng 3, ông đã chính thức giành đủ số phiếu ủng hộ của các đại biểu đảng Cộng Hòa để trở thành ứng viên của đảng này trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Ông Donald Trump thu bộn tiền trong sự kiện gây quỹ. Chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump cho biết đã thu về hơn 50 triệu USD chỉ trong một sự kiện gây quỹ diễn ra cùng ngày tại bang Florida, Mỹ. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc đua gây quỹ giữa tỷ phú Trump và đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Donald Trump quyết vượt mặt Tổng thống Joe Biden để gây quỹ cho bầu cử. Sự kiện gây quỹ của cựu Tổng thống Trump diễn ra tại nhà tỷ phú John Paulson ở Palm Beach, cách không xa với khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Đây được xem là sự kiện gây quỹ có quy mô lớn nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay của ông Trump. Tham dự sự kiện gây quỹ này có sự góp mặt của nhiều nhà tài trợ Đảng Cộng Hòa, trong đó có doanh nhân Robert Bigelow, ông chủ chuỗi khách sạn Budget Suite of America, hay John Kassimatidis, chủ sở hữu của chuỗi siêu thị Gritades. Ba nhân vật từng là đối thủ của ông Trump trong cuộc đua giành vé đại diện của Đảng Cộng Hòa tham gia cuộc bầu cử Tổng thống là Thượng nghị sĩ bang South Carolina Tim Scott, doanh nhân Vivek Ramaswamy và thống đốc bang North Dakota Doug Burgum cũng xuất hiện trong danh sách khách mời. Theo tờ The Washington Post, những người tham dự buổi gây quỹ lớn đầu tiên trong chiến dịch tranh cử này của ông Trump sẽ chi trả tới 814.600 USD một người. Trong một tuyên bố chung với Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa RNC, nhóm chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết sự kiện trên đã huy động được hơn 50,5 triệu USD, gấp đôi so với con số mà đương kim Tổng thống Biden kêu gọi tài trợ được trong sự kiện gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử của mình diễn ra ngày 28 tháng 3 vừa qua ở thành phố New York. Tuy nhiên, ông Trump và RNC cần phải huy động thêm nhiều tiền hơn nữa để thu hẹp khoảng cách với chiến dịch vận động của Tổng thống Joe Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ DNC. Ông Donald Trump muốn vượt mặt Tổng thống Joe Biden để gây quỹ cho bầu cử thì cần có nhiều sự kiện thành công hơn nữa. Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ đã thông báo tổng số tiền mặt vào thời điểm cuối tháng 2 là hơn 155 triệu USD và vẫn chưa công bố tổng số tiền thu được trong tháng 3. Trong khi đó, nhóm vận động tranh cử của ông Trump và RNC tuyên bố đã huy động được tổng cộng 65,6 triệu USD trong tháng 3 và bước sang tháng 4 với 93,1 triệu USD tiền mặt trong tay. Trước đó, theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington, nhóm vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC ngày 3 tháng 4 tuyên bố đã huy động được tổng cộng 65,6 triệu USD trong tháng 3 và bước sang tháng 4 với 93,1 triệu USD tiền mặt trong tay. Tổng số tiền huy động được công bố cho thấy ông Trump và RNC đã cải thiện được tình hình tài chính so với tháng trước, khi cựu Tổng thống Mỹ và các ủy ban gây quỹ chính của ông công bố tổng số tiền mặt hiện có là khoảng 41,9 triệu USD, còn RNC thì đang nắm giữ thêm khoảng 11,3 triệu USD. Tổng số tiền nêu trên vượt qua 63 triệu USD mà chiến dịch tranh cử của ông Trump từng huy động được với Đảng Cộng Hòa hồi tháng 3 năm 2020, thời điểm diễn ra chiến dịch tranh cử Tổng thống gần đây nhất và là khoảng thời gian đại dịch COVID-19 can quét khắp nước Mỹ, làm thay đổi cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, ông Trump và RNC cần phải huy động thêm nhiều tiền hơn nữa để thu hẹp khoảng cách với chiến dịch vận động của Tổng thống Joe Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ DNC. Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ đã thông báo tổng số tiền mặt vào thời điểm cuối tháng 2 là hơn 155 triệu USD và vẫn chưa công bố tổng số tiền thu được trong tháng 3. Chiến dịch tranh cử của ông Trump bày tỏ hy vọng sẽ quyên góp được 33 triệu USD trong bữa dạ tiệc ngày 6 tháng 4 tại câu lạc bộ Mar-a-Lago, hạt Palm Beach, Florida, vượt con số hơn 26 triệu USD mà Tổng thống Biden quyên góp được hồi tuần trước tại một sự kiện gây quỹ ở New York với sự góp mặt của hai cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton cùng nhiều minh tinh điện ảnh. Những người tham dự buổi gây quỹ lớn đầu tiên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump sẽ phải trả tới 814.600 USD một người. Trong khi chiến dịch quyên góp tranh cử của cựu Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa thu hút hàng chục triệu người tham gia vào tháng 3, thì những rắc rối pháp lý lại khiến nhóm vận động của ông thêm căng thẳng, góp phần giúp phe của Tổng thống đương nhiệm Biden gia tăng lợi thế tài chính. Hồ sơ bầu cử liên bang cho thấy Save America, công cụ gây quỹ và chi tiêu chính trị chính của cựu Tổng thống Trump, kể từ khi ông rời nhiệm sở đã chi hơn 72,5 triệu USD cho các chi phí pháp lý tính từ tháng 1 năm 2021. Chỉ trong tháng 2 năm 2024, Save America đã trả gần 5,6 triệu USD chi phí pháp lý
phần lớn liên quan tới cựu Tổng thống Trump và các đồng minh của ông, vượt qua số tiền mà ủy ban thu được trong tháng trước. Chi phí pháp lý đối với ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng dự tính sẽ tiếp tục tăng lên khi ngày xét xử cận kề hơn. Qua vấn đề vận động tài chính cho tranh cử Tổng thống, vấn đề hiện nay mà ông Trump được coi là có lợi thế hơn Tổng thống Joe Biden chính là vấn đề chính sách đối ngoại. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!